hello guys cô phương xin chào các con cô chào nguyên nha các con yêu quý hôm nay chúng ta không có được cái điều kiện tốt nhất các con có cảm thấy là nó hơi trói một chút đúng không hôm nay cô phương không có mặt ở nhà cô đang không có mặt ở hồ chí minh còn đang ở đâu thì cô không nói <laughs> cô chào bạn khánh linh nhá ở đâu thì cô không nói nhưng mà cô đang không có mặt ở nhà và cũng vì thế cho nên là hôm nay thực ra lẽ ra là hôm nay cô định nghỉ một hôm cơ nhưng mà tuy nhiên là các con sắp thi rồi vì thế cho nên là cô quyết định là không không được nghỉ vì thế cho nên là cô đã cố gắng là cầm theo bài cũng như là một số những cái đạo cụ để chúng ta có thể là vẫn cứ tiếp tục học mặc dù là cô lại không có mặt ở nhà nhưng tuy nhiên cũng vì thế cho nên là à, nó cũng à, có vẻ như là nó không được đẹp như mọi khi thì à, các con à, thông cảm giúp cô một chút đúng không ạ vì lý do là hôm nay cô không ở nhà chính xác là cô đang ở trong một cái khách sạn <laughs> ok Uh, nhưng mà uh, tuy nhiên là cô vẫn đã cố gắng ở đây là để uh, giúp các con có thể là duy trì cái việc học tập của mình và cô không muốn đứt đoạn cái việc là cái thói quen các con là hàng ngày đều học livestream vì thế cho nên là mặc dù không có bắt ở nhà nhưng mà cô vẫn cứ uh, mang theo bài và để livestream và chữa hôm nay cho các con đồng ý không ạ rồi nào trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa đề thi của trường chuyên bắc giang nào lúc này các con có nhìn rõ? Có nhìn rõ câu không ạ? Cô chào bạn uh, Linh P.T Khánh nha. Các con có nhìn rõ bài không ạ? Bây giờ cô sẽ chữa ngay câu hỏi đầu tiên nhá. À, các con yêu quý, đó là lưu ý giúp cô đó là đề chuyên Bắc Giang rất hay. Được chưa ạ? Đề chuyên Bắc Giang rất hay nhá. Và đây là đề đánh giá là có cực kỳ nhiều câu hay quan trọng cần thiết để cho các con là học tủ để đi thi đấy Cho nên là hôm nay những bạn nào coi chắc chắn là hôm nay sẽ thu được những cái câu rất là quan trọng để đi thi Được chưa ạ? Rồi cô bắt đầu chữa này Tương đối là đầy đủ rồi nên là cô sẽ bắt đầu chữa này Không biết là chúng ta đã nhìn rõ chưa ạ? Nếu mà chưa rõ các con cũng chịu khó một chút Ngày hôm sau cô về thành phố Hồ Chí Minh thì cô sẽ quay lại bài này nét đẹp hơn để cho các con tham khảo. Được chưa ạ? Nhá. Ok chưa ạ? Hôm sau cô, cô về Hồ Chí Minh ấy thì cô sẽ quay lại nét đẹp hơn cho các con. Còn hôm nay mình sẽ chịu khó một chút nhé. Được chưa ạ? Chuyên Bắc Giang lắm người đẹp đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chữa vào câu số 1 giúp cô này. Arguing with the boss has considerably reduced his chances of promotion. Đó là tranh cãi với sếp thì đã làm giảm đáng kể cái khả năng ở đây là cái khả năng gì đấy ạ là cái khả năng uh, thăng chức của anh ta đúng không nào với câu này mình sẽ lựa chọn đáp đúng là đáp án gì ạ đáp án gì các con nhỉ đáp án a đó là cái sự thăng chức của anh ta là chắc chắn cho đến khi mà anh ta có tranh cãi với sếp đáp án b đó là cái khả năng là cái việc thăng chức của anh ta là đã bị giảm đáng kể Do cái sự tranh cãi của anh ta với sếp Đúng không ạ? Đó, và đáp án C đó là anh ta tranh cãi với sếp về cái việc là tại sao anh ta không được thăng chức chưa? Còn đáp án D đó là anh ta chắc chắn là đã được thăng chức trước thời điểm này nếu như mà đã là không tranh cãi với sếp Nào câu này nghe qua qua thì mình thấy là nó cũng na ná đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cùng thử xem là đáp án nào đáp án chính xác nhé và đáp án A là cái sự thăng chức của anh ta là chắc chắn thì rõ ràng là không đúng đúng không ạ bởi vì là cái cái việc tranh cãi của với sếp là đã làm giảm đáng kể cái cơ hội của anh ta điều này có nghĩa là cái sự thăng chức này là không phải là chắc chắn à, không phải là chắc chắn mình sẽ là loại đi đúng không ạ và đáp án B đó là cái cơ hội của cái việc thăng chức ở đây là đã bị giảm đáng kể là do tranh cãi thì câu này nghe có vẻ đúng này được chưa Đáp án C Đó là anh ta tranh cãi với C về việc là tại sao không được cân nhắc cho việc thăng chức được không đúng này Đúng chưa ạ? Và đáp án D là anh ta chắc chắn là đã được thăng chức rồi Nếu như không tranh cãi thì không ai nói rằng là đã chắc chắn như thế này là có hay là không Cho nên đáp án này cũng không đúng này Cho nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án B Được chưa ạ? Sang câu số 2 Câu số 2 là gì? 1B đúng rồi ạ Câu số 2 hơi mờ một chút đúng không? Rồi, chúng ta cố chịu khó nhá. Bạn nào có cái file đề thì chúng ta có thể mở file đề ra. Câu số 2 giúp cô nhá. My friend told me if I were you, I would not smoke so much. Câu này là chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Và với cấu trúc là if I were you của chúng ta thì if I were you thì rõ ràng là câu khuyên, đúng chưa? Với câu khuyên thì câu 2 đáp án đúng sẽ là đáp án gì? Câu 2 đáp án đúng là đáp án gì ạ? Nếu tôi là bạn thì là sẽ như thế nào thì sẽ là khuyên đúng không? Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Đúng không? Nào, đáp án A của chúng ta là cấm, đáp án B ở đây là cảnh báo và đáp án D là gợi ý. Đúng rồi, câu 2C bạn Khánh Linh làm đúng rồi ạ. Đó là bạn của tôi đã khuyên tôi là không làm sao? Không hút thuốc quá nhiều. Nếu tôi là bạn tôi không hút thuốc để khuyên là như thế này. Được chưa? Sang câu số 3. Tại sao cô vẫn nhìn rõ nhỉ? The problem was so complicated that the teachers couldn't understand it. Cái vấn đề này thì nó quá là phức tạp đến nỗi mà học sinh là không thể hiểu được. Cấu trúc sâu rát quá đến nỗi mà. Được chưa? Bạn Mỹ Tâm không cần phải lập group nhá, vì chúng ta đã có group sẵn rồi, đúng không? Đáp án A đó là cái vấn đề này ấy, cái vấn đề này thì nó quá là phức tạp cho các học sinh để có thể hiểu được. Để là đúng cấu trúc chưa? Cấu trúc to, to đúng không ạ? To for somebody to do something. Quá đến nỗi cho để làm gì? Đúng luôn rồi, đúng không ạ? Đáp à, đúng đề đáp án A luôn này. Đáp án B, vấn đề này không đủ đơn giản cho học sinh để có thể hiểu được nó. Thì cái này bị thừa đi cái từ it. Trong cái cấu trúc enough to hoặc là to to như này không có ít ở cuối nữa. Bởi vì nó đã ngầm hiểu là cái ít này ở trên rồi không có ít nữa. Được chưa ạ? Được chưa? Rồi, và đáp án C đó là it was such complicated problem that the students couldn't understand. Đó là đó là một cái vấn đề phức tạp thì cái này nó sẽ phải là such a complicated problem mới đúng được, đúng không? Và đáp án D là it was so complicated problems. Thì ở đây nếu mà dùng it was thì đây cũng không thể dùng problem số nhiều được, cho nên là đáp án câu này cũng sai luôn. Như vậy câu 3 đáp đúng chúng ta sẽ là đáp án A. Đúng chưa? Đúng chưa nhá? Rồi tiếp tục sang câu số 4 đi ạ. Câu số 4 của cô đó là câu hỏi về câu hỏi giao tiếp xã hội. Được chưa? Nào chúng ta có nhá. <laughs> Kathy and Kim are friends. They have just finished lunch in the restaurant. Được chưa? Đó là đang là bạn Katy và Kim là bạn và họ vừa mới ăn trưa sang ở nhà hàng thì Katy nói là cái thức ăn thật là ngon tớ sẽ tớ sẽ sẽ thanh toán hóa đơn thì một bạn kia sẽ nói là ừ nói với cậu sớm người kia nói là đừng đề cập đến nó đáp án C của chúng ta đó là không có gì cả và đi thì nó nghĩa là không cái này là để tớ thanh toán cho như vậy ở câu số 4 này hợp lý nhất đáp án đúng sẽ là đáp án đi Đi yeah. ạ Các con chịu khó nhé Bởi vì hôm nay là cô không ở nhà Cho nên là cái việc xem có thể đôi chút là sẽ hơi mờ Và nó không có được nét như mọi khi là cô ở nhà Và cô ở phòng quay xịn của cô ấy Được không? Được chưa ạ? Còn hôm nay là cô đang ở khách sạn rồi Cho nên là cái việc chữa ở đây là cố gắng thôi Nếu như các con có đề Thì các con mở đề ra nhá Đấy, Xem cô chữa Rồi là mình sẽ mở đề ra là mình xem là được Được ạ? Rồi câu số 5 nhá. Billy và Bobby ở đây là đang trong một cửa hàng cà phê. Thì Billy có hỏi Bobby về cái ý kiến về cái cà phê ở đây là như thế nào? thì câu số 5 mình trả lời là gì? Cà phê ở đây như thế nào hả Bobby? Bobby nói rằng là uh, nó tốt hơn vì là tớ có ô tô. Ô tô thì liên quan đến cà phê. Đó. Đáp án B, thực tế đây là tớ không quan tâm. Đáp C là nó hơi đắng một chút. Nói thật sự là như vậy. Đúng không ạ? Đó. Và Đáp án đi là không Tớ không nghĩ như vậy Được chưa? Thế thì câu này hợp lý nhất là mình sẽ chọn từ gì ạ? Mình sẽ chọn đáp án gì ạ? Câu 5 là đáp án C Thì được đúng không? <laughs> Bạn Lê Hiền nó là như học đèn dầu đúng không ạ? À, ờ đợi, à, thì cố gắng một chút nhá Học đèn dầu cũng được Còn hơn là không có mà học đúng không? Nó hơi đắng một chút là để mà nói thật là như vậy Đúng chưa? Rồi, cô sẽ tiếp tục sang câu số 6 này. Đó là kể từ khi bố mẹ mất thì cô ấy là được chú nuôi dưỡng. Chúng ta biết cái động từ bring up. Ở đây là nuôi. Thì ở đây chúng ta có cry for, die for, live with và been in touch with. Chưa? Thì nó sẽ tương ứng với lại là cái gì? Cái từ gần nghĩa nhất ở đây sẽ là gì? Nào bây giờ cô sẽ để gần xuống một chút xem các con nhìn có rõ hơn không nhé. Đây, nhìn rõ hơn không ạ? Nào, brought up by, bây giờ mình sẽ bằng với lại là gì? Hợp lý nhất có vẻ như ở đây sẽ là dùng là live with thôi đúng không? Không phải là khóc hay là chết hay là có mối liên hệ mà sẽ là live with thôi. Đúng không ạ? Ok nhá. Câu số 7 đi ạ. I'll not stand for your bad attitude any longer. Đó là tôi sẽ không chịu đựng được cái thái độ của bạn thêm nữa cái thái độ ứng xử tồi tệ của bạn thêm nữa đúng không thì ở đây hợp lý nhất là mình sẽ chọn từ gì care là quan tâm like là thích mean là chỉ ra ý định như là và tolerate là chịu đựng được chưa thì câu bảy đâu đúng chúng ta sẽ là gì ạ stanford sẽ là tương đương với lại là tolerate đúng rồi tức là tôi không thể chịu đựng được cái thái độ tồi tệ của bạn thêm được nữa nhìn rõ hơn rồi đúng không ạ cảm ơn các con rất là nhiều cảm ơn các con rất là nhiều được chưa ạ? Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 8 và câu số 9 nhá. Hôm nay mình học đèn dầu, đúng không ạ? Học đèn dầu thì mới giỏi được này, đúng không? <laughs> câu số 8 và câu số 9 đi ạ. Câu số 8 và câu số 9 là nhớ là đây là câu tìm từ trái nghĩa nhá. Câu số 8 của cô là gì? Most of the guests at the dinner party chose to dress elegantly. Nào elegantly là ăn mặc lịch sự rồi. Đúng không? elegantly là lịch sự trang nhã rồi thì sẽ trái với nó là gì trái là gì ạ trái với nó sẽ là gì cái từ này gần nghĩa với từ gracefully đúng không và nó cũng có thể là sẽ gần nghĩa thêm với từ decently có nghĩa là đứng đắn đoan trang tương đối là là gần nghĩa cái từ này thì nó mang nghĩa là không phức tạp thì không liên quan lắm nên là trái với nó ở đây thì sẽ là đáp án C. Gorilla này của chúng ta mang nghĩa là gọi là kiểu phô trương ấy, lòe lè loẹt Đúng không? Hầu hết những cái khách ở cái bữa tiệc này thì lựa chọn là ăn mặc một cách lịch sự Nhưng mà có một người là mặc quần jean và áo phông Và sau đó thì anh ta được định danh ở đây là một người giáo viên trường cấp 3 Ok, câu số 9 là một cái idiom quá là dễ luôn Idiom này mình đã biết nhiều lắm rồi, gặp rất nhiều lần rồi đúng không? Up to my ears có nghĩa là busy, đúng không? Tương đương với busy và trái với nó sẽ là free. Câu này thì trúng tủ và nó lại dễ quá đúng không ạ, tôi xin lỗi là tôi không thể đến được vào tuần này Tôi bận Nào bạn nào lại, bạn Dương Thùy Linh là thôi con lại nhầm với đồng nghĩa rồi đúng không ạ Nhá, à, các bạn lưu ý giúp cô này Cái bài đồng nghĩa, bài trái nghĩa này này Rất nhiều bạn bị nhầm thành câu đồng nghĩa Nhá, đi thi tất cả 1.800 con là đang coi livestream ngày hôm nay Lưu ý giúp cô này 1.800 con nghe rõ này đó là không bao giờ được phép làm sai câu trái nghĩa thành câu đồng nghĩa. Được chưa? Trong tất cả những câu sai ngu thì mình sẽ không sai ngu câu này. Được không ạ? Các con có thể đồng ý với cô cái điểm này được không ạ? Có nghĩa là cẩn thận giúp cô một chút trước cái bước là làm bài đồng nghĩa và trái nghĩa và hãy tự nhắc nhắc nhủ bản thân mình rằng là đây là câu đồng nghĩa hay trái nghĩa và các con sẽ không làm sai câu này. Vì thà là mình không biết từ thì còn hơn là theo kiểu là biết nhưng mà lại làm sai thì nó là một cái sự khó chấp nhận. Đúng không? Nếu như làm sai vì mình không biết từ đi thì nó lại là một nhẽ Nhưng mình biết mà mình lại làm sai thì có đáng trách không ạ? Vì thế cho nên là 1800 con ở đây các con có thể khẳng định với cô là đi thi các con sẽ sẽ không làm sai ngu câu trái nghĩa giúp cô được không ạ? Được chưa? Rồi cảm ơn các con, bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu số 10 nhé Kết hợp câu này Sếp thông báo với chúng tôi về cái sự nghỉ hưu của anh ta Và anh ta đã làm điều này khi mà đến cái buổi họp được chưa ạ? Câu số 10 này thì đúng với cấu trúc gì rồi? Lại cấu trúc là vừa xong thì đây đúng không? Đó là xét vừa mới đến buổi họp thì chúng tôi được thông báo về cái việc là anh ta sẽ rời công ty. Cái này có vẻ có vẻ đúng rồi này. No sooner đi với van và có đảo ngữ này rất tốt rồi này. Đáp án B là mãi đến khi xét nói với chúng tôi là anh ta sẽ rời công ty thì anh ta mới đến buổi họp. Thì rõ ràng là không không đúng đúng không ạ? Không đúng nhá. Đáp án C là vừa mới thông báo xong thì đến buổi họp thì cũng không đúng phải là vừa đến buổi họp thì mới thông báo. Đúng chưa? Cho nên là cũng không đúng này. Và đáp án đi của chúng ta là gì? Đáp án đi của chúng ta đó là chỉ sau khi anh ta nghỉ hưu thì mới thông báo. À, về cái việc đến buổi họp thì rõ ràng cũng không đúng luôn. Cho nên đáp án đúng câu số 10 sẽ là đáp án A. Các con không cần giúp cô nhé. Đáp án A. Được chưa ạ? Đáp án A. Rồi. Ok rồi này không được nhầm, được chưa ạ? Rồi, ok nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu số 11. Câu số 11 của chúng ta là gì? Mẹ tôi thì rất là bận với công việc ở cơ quan, mà mẹ tôi vẫn cứ chăm sóc chúng tôi rất là tốt. Thì đáp án A sẽ là gì? Mặc dù là mẹ tôi rất là bận, nhưng mà ở đây sao lại dùng words? Words là sai thì. Hay là đề đánh nhầm nhỉ? cái này chắc là không phải là word rồi đúng không ạ đáp án B mẹ tôi quá bận đến nỗi mà không thể chăm sóc được chúng tôi thì câu này ngược hẳn nghĩa đáp án C mẹ tôi quá bận với công việc để mà chăm sóc được chúng tôi có nghĩa là cấu trúc tu to này cũng sẽ mang nghĩa là quá đến nỗi là không làm được gì được chưa và đáp án D bạn kiều tần quốc là không cần phải lo cho cái mắt của cô nhé <laughs> một hai hôm không vấn đề gì ạ mình khắc phục ha nào bất chấp cái việc là bận rộn với công việc ở cơ quan là mẹ tôi vẫn cứ chăm sóc tốt cho chúng tôi thì mấy đáp án kia sai hết thì đáp án đi đáp án đúng thôi đúng không được chưa ok chưa alright nhá rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp này bây giờ mình sẽ đến với lại là bài đọc điền bây giờ mình sẽ đến với bài đọc điền nhé các con nhìn kỹ giúp cô xem là ở đây chúng ta có cái gì đấy ạ? Cái này là người ta đang nói đến Android, đúng không? Là được viết vào những năm 1900, giữa những năm 1900 là đang trở thành thực tế với những cái sự tiến bộ trong lĩnh vực robot. Đúng chưa nhỉ? Nào, câu số 12 này của chúng ta sẽ là gì? Cái sự tập trung về hầu hết các cái nhà nghiên cứu ấy là về cái gì đó? Life like attractive female androids. Được chưa? Thế đây chúng ta có creating, chúng ta có forming, chúng ta có improving và chúng ta có shaping. Được chưa? Thì câu này các con sẽ lựa chọn đáp án gì? Câu số 12 chọn đáp án gì? Nào cô sẽ chỉnh sang cái câu số 12 này cho các con nhìn nhé. Ờ cái bài này hôm nay các con xem tạm ha. Hôm sau về cô sẽ quay lại bài chúng ta coi ạ hôm nay mình học coi như là để đỡ bị gián đoạn cái việc học tập của mình thôi bởi vì nghỉ học là không tốt được không hôm nay cô không đang ở nhà được chưa nào câu số 12 chọn đáp án gì the focus on most researchers is in lifelike attractive female androids câu 12 a à, sai đi ngủ tại sao bỏ cuộc sống thế được không ạ a à, là đúng rồi creating đúng không trong việc tạo ra form là hình thành improve nâng cao và shape là tạo hình thì không phải cái này là cái 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 tập trung của các nhà nghiên cứu ở đây đó là tạo ra những cái con Android mà nó giống như thật và nó rất là hấp dẫn. Được chưa? Rồi sang câu số 13 đi ạ. Câu số 13. Androids are covered with a silicone skin and have built-in sensors making them of reacting to humans. Đó làm cho nó làm sao? Có giới từ of rồi thì đây rõ ràng là mình có able possible probable và capable đúng không thì rõ ràng sẽ là capable đúng rồi đáp án đi có nhiều bạn làm đúng rồi đấy ạ đáp án đi bạn nguyễn hằng lưu ý giúp cô là possible thì không đi với earth nhé mình phải dùng capable được chưa? đây sẽ là capable of reacting to humans làm cho họ cho nên là có thể đúng không phản ứng lại đối với con người mimic có thể bắt chước được rất là nhiều những cái hành động của con người được chưa câu số 14 ạ they can be programmed to speak in any language đó là chúng có thể được uh, gì ạ được lập trình ấy để nói trong bất kỳ một cái ngôn ngữ nào chỗ này là nó sẽ câu này là nó sẽ thiếu một cái dấu phẩy ở đây Đấy ạ? Bởi vì ở đây mình có một loạt những trạng từ liên kết như là thêm nữa tuy nhiên do đó và nếu không thì ở câu này đang nói rằng là có lẽ là sẽ là gì đấy ạ? Câu số 14 sẽ là thêm nữa hoặc là ngoài ra đúng không? Thì các con sẽ lựa chọn được cô từ additionally. Đấy ạ. Thêm nữa là nó còn có thể là được lập trình để nói trong một cái ngôn ngữ khác. Rồi, tiếp ạ. Sang câu số 15. She can also speak and move her lips to match her. Nào cũng có thể nói hoặc là di chuyển môi để khớp với lại là cái tiếng nói của mình Với câu hỏi từ loại này thì mình có hơ Thì rõ ràng là phải đi với một danh từ Cái này không phải danh từ Mình sẽ lựa chọn speaking hay là speech Cho khớp với lại là cái gì? Cái, 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 cái cách nói của mình thì mình sẽ dùng từ speech thôi Match her speech Đúng không? Và bây giờ sẽ là câu số 16 này Bất chấp những cái sự cạnh tranh It is clear that this technology will one day present us the dilemma of determining human from machine, đúng không? bất chấp cái sự cạnh tranh thì một điều rất rõ ràng rằng là cái công nghệ này một ngày nào đó sẽ có nghĩa là nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái đưa ra cho chúng ta cái gì? thì mình sẽ dùng giới từ gì đi với động từ present ạ? will one day present us gì ạ? with đúng không? đáp án b nhá present us with something trình diện cho chúng ta với lại là một cái cái này gọi là dilemma nó dilemma có nghĩa là tiến thoái lưỡng nan. Các con nhá, dilemma có nghĩa là tiến thoái lưỡng nan ạ. Yeah. Present us with the dilemma of determining human from machine. Đó là một ngày nào đấy là nó sẽ trình diện cho chúng ta, trình cho chúng ta một cái tiến một cái cái cái, cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan về cái việc đó là có thể là quyết định con người, xác định con người với máy móc. Đúng không ạ? một cái tình trạng rất là nguy hiểm đúng chưa ok nhá như vậy là mình đã xong đến câu một vài cái bài đọc điền tiếp theo cô có bài đọc hiểu nhưng mà bài đọc hiểu thì cô sẽ chữa sau đi thì yeah, cô sẽ chữa và upload lên trên youtube cho các con nhé bài đọc hiểu này thật ra mình cũng đã gặp rồi cái bài về văn hóa này này thật ra là mình cũng đã chữa rồi đấy ở trong khóa của cô là chữa rồi còn các con đã gặp chưa thì cô không rõ Bây giờ mình sẽ chữa sang những câu hỏi ngữ âm ở câu 24 và câu số 25 nhé. Câu 24 mình chọn đáp án gì ạ? Câu 24 chọn đáp án gì? 24 hay là ạ? Học đèn dầu cũng phải học chứ. Thì mới điểm cao được đúng không? Hôm sau cô về cô sẽ quay lại cái bản này nét đẹp để gửi tặng lại cho các con ha. Để cảm ơn các con vì cái việc học tập ngày hôm nay đúng không ạ? Nào câu 24 chúng ta có realized Đó là đờ đúng không ạ Watch thì sẽ là t Watched Work Worked Và missed là missed Cho nên đúng không? chúng ta ở đây sẽ là đáp án A Đúng chưa Câu 25 chọn đáp án gì Câu 25 của chúng ta mình có nè Couple là âm á Đúng không Trouble cũng là âm á Through thì nó là u Và double cũng là á Trên câu này mình khoanh đáp án gì? Như vậy là đề này khá là sát với lại đề tham khảo của bộ. Ok, nào có lẽ là cái phần khá là hay là chuẩn bị đến rồi đây này. Là chúng ta có những câu hỏi khá là hay ở trong cái phần này của đề nhé. Là câu 26 của chúng ta như sau này. Without speaking other the word, I stared at the ridges of sand in the moonlight. Nào ở đây, other thì không bao giờ đi với word số ít. Ở kiến thức ngữ pháp của chúng ta Other thì word phải có S gì Đấy chưa? Trên câu này Other sẽ sai Other sai nhé Other sai ạ Và các con sẽ phải Sửa thành là Another Another Không nói thêm một lời nào nữa Thì tôi nhìn chằm chằm vào những cái giải cát Ở dưới ánh trăng Cái câu này phải sao nghe nó đấy Nên thơ thế đúng không ạ? Đấy, thế còn nhớ giúp cô là nó phải là rồi thì mới đi với word được Đúng không ạ? Word Được chưa? Ok nhá Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 27 đi ạ Not until the late middle ages Glass became a major construction material Đó là mãi đến cuối cái thời trung cổ Đúng không? Nào not until mà lại không đảo ngữ à? Not until đứng ở đầu câu mà lại không đảo ngữ kìa. Thì đúng hay sai các con nhỉ? Đúng hay sai? Chắc chắn là sai ở cái đáp án đi này rồi và phải chuyển thành đảo ngữ ở đây đúng không? Đảo ngữ ở đây sẽ là did glass become. Được chưa? Ok. Rồi câu số 28 là đáp án gì? The best defense against tsunamis, uh, early warning that allows people to seek higher ground. Nào cái câu này thì vẫn là một câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Rất kinh điển ở đây đó là cái sự phòng vệ tốt nhất chống lại cái gì? Thì đó là nó là thì ở đây là ăn theo cái chủ ngữ là defense. Thì không thể không thể dùng are được Vì are, có nghĩa là chia theo tsunamis. Nhưng tuy nhiên là tsunami ở đây không phải là chủ ngữ chính Mà nó phải là chia theo cái danh từ defense này Cho nên là nó sẽ phải là is Đúng không? Mình sẽ khoanh đáp án C si và sửa thành là is Bởi vì chủ ngữ chính của chúng ta là defense cơ mà Chống lại cái gì đâu quan trọng đâu Quan trọng nó phải là cái sự phòng vệ Được chưa? Bạn dòm thảo là phần nào là lụi đấy ạ Tại sao lại phải lụi ạ? Con cứ học VIP 90 là không phải lụi tí nào nhá. Ok, bây giờ sang cái phần này cô nghĩ là cái phần hay nhất của cái đề này này. Các con xem giúp cô xem là các con lựa chọn có tốt không? À đúng rồi, câu 22, câu 23 chưa chữa. Cô cứ nghĩ là nó là bài đọc hiểu nhưng hóa ra nó là bài trọng âm. Nào mình chữa câu 22 và câu 23 nhá. Tại vì ở đây đúng là nó tù mù cả ở đây luôn cho nên là cô cũng không nhìn rõ luôn. Nhưng mà thôi không sao, khắc phục để mình cứ chữa đi đúng không ạ? khi nào mà cô về Hồ Chí Minh ấy thì cô sẽ quay lại cho đẹp nhá cô quay lại cho đẹp để các con có thể là xem lại được chưa nào câu 22 câu 22 nhá à, trọng âm này nào able không ảnh hưởng cái từ value là danh từ cho nên là trọng âm rơi vào âm tiết 1 cho nên là câu này trọng âm cũng sẽ rơi vào âm tiết 1 variety của chúng ta là từ có 4 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Rồi dưới lên là âm tiết 2 cho nên là câu này khoanh ờ, đã, đã là âm tiết 2 Environment Từ 4 âm tiết Trọng âm cũng sẽ rơi vào tiết thứ 3 từ dưới lên là âm tiết thứ 2 Và impossible Chắc chắn là rơi vào chữ pause rồi Đúng không? Evil không ảnh hưởng Impost thì im không nhận ở trọng âm là cái chắc chắn Nó sẽ là âm tiết thứ thứ 2 thôi Câu này mình sẽ khoanh đau đúng là đáp án A yeah. Rồi câu số 23 Câu số 23 đáp án gì ạ? Các con đang ôn tủ văn bài gì đấy Hôm vừa rồi ở trên nhóm học tập của cô Phư ấy Thì cô thấy có nhiều bạn là bắt quan về môn văn Vì thế cho nên là cô Phư có nói với các bạn rằng là Cô Phư sẽ học văn cùng với các con một buổi ấy Và cô nhận thấy là có rất là nhiều bạn hoan nghênh Muốn cô Phư học văn cùng với các con một buổi ở đây có bạn nào chưa có mặt ở ở group của chúng ta không ạ? Và cô thấy là hôm năm nay có vẻ rất là nhiều bạn đang dự đoán đó là đề văn năm nay của chúng ta sẽ là vào Việt Bắc này. Cô thấy là cực kỳ nhiều con đoán là đề thi đây ở Việt Bắc, sau đó là đến đất nước, đúng không? Và thể theo nguyện vọng của các con là có sẽ có một buổi là cô Phư sẽ livestream học văn cùng với các con về bài Việt Bắc. Được chưa ạ? Và trong cái phần tìm hiểu cô Phư về bài Việt Bắc ấy Thì mình cũng có một cái đề liên kết giữa bài Việt Bắc và bài đất nước Khá là hay Đều là về cái tư tưởng về về đất nước Đúng không ạ? Một cái chủ đề chung và cả hai bài này đều có một cái điểm chung Vì thế cho nên là có một cái đề là chung cho hai cái bài này luôn nữa Cô thấy cũng rất là hay vì thế cho nên là cô sẽ dành ra một buổi ôn cho các con về bài Việt Bắc nhé Được chưa ạ? không phải là ôn cho các con mà là ôn cùng các con đấy ạ mình sẽ ôn thử bài việt bắc đấy ạ rồi các con sẽ chờ đó để cô nghiên cứu đã nhé xong sau đó thì hôm nào nghiên cứu xong thì cô sẽ cùng với các con là học cùng với các con bài này để cho các con có thêm động lực được không ạ được không ạ ok nhá cô không có ý định là giáo viên dạy văn đâu cô chỉ là muốn là cùng với các con cùng với các con học cùng với các con để các con có thêm động lực thôi đồng ý không Ok nhá. Yeah. Nào, câu 23 đáp án gì? Đáp án A, chúng ta có đáp án A. Đáp án A là argue. Nhá. Yeah. Thì cái argue của chúng ta cho âm nhớ là rơi vào âm tiết 1 giúp cô. Argue. Nhá. Yeah. Common cho âm cũng rơi vào âm tiết 1. Verbal cho âm cũng rơi vào âm tiết 1. Đây là các cái tính từ. Cái này là âm tiết nhẹ và cái động từ polite là tính từ của chúng ta này thì cái tính từ này của chúng ta là cái âm đầu tiên đó là âm ơ, là âm ua. Chuy cho âm rơi vào chữ like này nó là âm tiết thứ hai và câu này mình khoanh đáp án đi. Cô nghĩ là cái câu 23 này là một câu rất là hay của đề chuyên Bắc Giang này. Được chưa ạ? Ok nhá. Bạn Nguyễn Văn Bảo nói là cô vừa đi nghỉ dưỡng. Cô chưa có thể đi nghỉ dưỡng được các con ạ. À? cô đang đi công việc cô đang có việc đúng không ạ à, sau khi các con uh, thi xong ngon lành cô mới dám đi nghỉ dưỡng chứ nào giờ này đâu có dám đi nghỉ dưỡng đâu nhưng mà cô có công việc được chưa ạ ok câu số 29 chúng ta lựa chọn đáp án gì bạn hạnh hạnh ngày mai thi tốt nha cô đang ở vũng tàu chắc luôn ok câu 29 mươi ạ ở câu 28 vừa rồi có một số bạn là mình vẫn không biết rằng là mình sẽ chia là is đúng không một câu hỏi rất là cơ bản nhé về sự hòa hợp với chủ ngữ và động từ nhớ rằng là cái danh từ chính ở đây của chúng ta nó là defense chứ không phải là tsunami được chưa và đây là cái sự phòng vệ Còn chống lại cái gì? Đây là chống lại cái này Như Nhớ chống lại cái này là chống lại cô Phương thì sao? Đúng không? Cho nên là cái từ này chống lại ai nó không quan trọng Cái này không quan trọng Quan trọng nó là cái này cơ Mà nó là cái này thì cái này là số ít Thì cái này nó phải là số ít Rồi à, bạn Đỗ Ngọc Ánh làm rất tốt Ở câu số 29 rồi ạ Đó là chúng ta có từ Idiom ở đây đó là Make heavy weather Đấy chưa? Make heavy weather of a single task. Thì cái cụm này của chúng ta mang nghĩa là cảm thấy khó khăn hay là mất thời gian để làm một cái gì đấy mặc dù là nó không khó. Đúng không? Tại sao anh ta lại phải khó khăn như thế để làm một cái việc nó rất là đơn giản như thế nhỉ? Đúng chưa? Ok nhá. Rồi, có rất là nhiều bạn nói rằng là năm nay là một trăm năm ngày sinh tuổi hữu À? Việt Bắc 10 năm chưa ra Đúng không ạ? Ok, mặc dù là có thể là chúng ta học tủ bài này đúng không? Nhưng mà cô nghĩ rằng là quan điểm khi đi thi của cô ấy Thì khi cô đi thi ấy, thì cô thường là cũng có học tủ một số bài Nhưng tuy nhiên là không có bài nào là cô bỏ qua và không học cả đó. Để đề phòng bất chắc là có rơi vào những cái bài đó Thì mình cũng không thể nào mà ngồi không tay trắng ra về được đúng không? Vì thế cho nên là cô thường dành ra một vài những cái ngày cuối cùng ấy là học về những cái đề mà mình có thể là mình nghĩ là nó chẳng thi vào ấy nhưng mà cô vẫn học một chút để khi đi thi chẳng may rơi vào cái đó thì chúng ta vẫn cứ là là có những những cái gì đó để làm ở cái phần thi văn ấy thì cô nghĩ là hoàn toàn không quá khó cô nghĩ rằng là gì văn học ấy thật ra nó là cái bản chất của chúng ta rồi chứ đúng không có nghĩa là chúng ta có cái sự cảm nhận về văn học hay là tất cả mọi thứ là nó đã có sẵn ở trong người rồi được chưa? Bây giờ chỉ quan trọng là nó rơi vào cái những, những cái nội dung kiến thức của bài nào thì mình cũng phải có một cái kiến thức đó thì mình mới gọi là mới gì? Mới chém được. Đúng không? Muốn chém rõ ấy cũng phải có kiến thức chứ còn nếu như không có kiến thức thì chém trên lên chả liên quan gì cả thì nó vô lý lắm. Đúng không ạ? Và cái kiến thức thì nếu như học được nhiều thì nó sẽ một cái bài viết nó sẽ giàu chất lượng nhiều kiến thức. Còn nếu như mình học không sâu thì mình sẽ chỉ gọi là chỉ có chém gió bay bay mây mây thôi. Đúng chưa? Vì thế cho nên là nói chung đừng học cụ tủ mà theo kiểu là bỏ hết các bài khác. Đúng không ạ? Mình có học tủ nhưng mà mình cũng học cả những cái bài khác nữa để đề phòng. Đúng chưa ạ? Nhá. Ok, nào. Nốt cái này này, này. Câu 30 đáp án gì? Consider đi với vấp in. À đầu câu này là đáp án đi. Đúng chưa? Cân nhắc làm việc gì? Tôi đang cân nhắc thay đổi công việc. Bạn có thể gợi ý một công ty tốt được hay không? Câu 31 thì là kiến thức về cấp so sánh kép càng càng. Công thức của chúng ta sẽ là giờ cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ giờ cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ cho nên là ở đây sẽ là the more you practice speaking in public the more confident you become nó cái này đúng rồi này become thì đi với tính không đi với trạng đúng không cái này loại này the greater confidence you become không ai dùng become cộng với danh từ đáp án D đó là the more you become confident cũng không đúng phải dùng confident lên trước ở đây. Cho nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án đây the more confident you become đúng chưa đúng chưa ok nhá ok chưa bạn càng tập luyện nhiều thì bạn càng sẽ trở nên tự tin hơn the more confident you become được chưa chúng ta không có dùng là the more you become confident đâu the more confident you become bạn sẽ càng trở nên gì đấy tự tin hơn giờ cũng phải so sánh hơn cộng với chủ ngữ với động từ so sánh hơn của đây chúng ta sẽ là the more confident được chưa rồi tiếp tục nhé tiếp tục này câu số 30 hai là Peter, have you ever been to a live concert? Peter, bạn đã bao giờ đến một cái buổi hòa nhạc trực tiếp chưa? Thì bảo chưa, tớ vẫn chưa. But I, I'd very much like to. Thế là gì? Tớ vẫn chưa. Nhưng tuy nhiên là tớ rất là thích có cơ hội. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đáp án gì? Câu 32 đáp án gì ạ? Câu 32 chọn đáp án gì các con nhỉ? À đúng rồi. Cái câu 30 này này. Cái câu 30 nhá. À, nó phải là changing đúng rồi ạ. Tại vì là cô nhìn không kỹ. <laughs> cô nhìn không kỹ ạ nó là consider cộng với lại là verb in đúng không? Và đây có hai cái verb mà mình phải chọn phải chọn change mới đúng. Cô không để ý kỹ, tại vì là nó cũng tối quá, đúng không ạ? Change là đúng rồi ạ. Thay đổi chứ đâu có dùng move job bao giờ đâu. Khổ quá. Cô không có nhìn kỹ nha các con. Để gì ạ? Change rất đơn giản là change là đúng rồi. Rồi. Tiếp tục giúp cô nha. Ok Câu 32 trả đáp án gì? Tại vì cô không có nhìn thấy mà <laughs> Cô không có nhìn rõ Cô không có nhìn rõ Đấy chưa ạ? Rồi. Nào câu 32 trả đáp án gì ạ? Câu 32 của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là dâu Đấy chưa ạ? từ dâu người ta hay để ở cuối cùng như này này, em mang nghĩa là, ừ, tôi vẫn chưa, mặc dù vậy là tôi vẫn và rất là thích, yeah. À, cái từ dâu có một cái đặc điểm là nó có thể đứng ở cuối câu như thế này, mang nghĩa là dâu vậy thì tôi cũng thích, nhỉ? Yeah. thế yeah. dâu nhé, ok <laughs> à, uh, sorry các con ở câu 30 vì cô không không có nhìn không có nhìn kỹ được chưa hôm nay uh, uh, hôm nay là mình vượt khó để học mà đúng không ạ vượt khó nhá yeah. uh, cô sẽ chữa lại cái đề này cho các con sau nhá yeah. nào câu 33 sẽ là gì As the representative of the conference, she felt extremely proud of herself cái đây sẽ là được lựa chọn như là cái người đại diện ở cái hội thảo này Cho nên là cô ấy cảm thấy rất là tự hào Đúng không? Cái này phải là được lựa chọn Được lựa chọn Không phải là đi lựa chọn mà là phải được lựa chọn đúng không ạ? Cho nên là ở câu số 33 này Thì chọn đáp án gì ạ? À, bạn chọn đáp án gì ạ? Bị đậu ở đây thì chỉ có một đáp án đúng thôi là đáp án B đúng không? Bởi vì cái B chosen thì nó lại không phải là giảm mạnh đề Cho nên là không lựa chọn được Nếu như đáp án A mà bỏ B đi thì đúng luôn Dùng B2 yeah. Còn đáp án C này là khi lựa chọn là chủ động Và cái này cũng là chủ động thì không đúng Đúng chưa? À, B nhá Đấy chưa? Bạn Võ Duy Mạnh nói là hôm nay cô trò chuyện nhiều hơn bình thường Thật ra là trò chuyện nhiều thì sai nhiều Đơn giản <laughs> Mặc dù các con thích hơn nhưng mà rất dễ bị sai đấy nhưng mà nói chuyện Đấy là cái kinh nghiệm mà cô có được Là hôm nào cô cứ xem các con nói chuyện và nói chuyện với các con thì cô cũng có thể là bị khoanh sai nên là cô rất là hại cái việc này Nào câu 34 đi ạ No one thì cái đuôi của chúng ta chắc chắn là sẽ là dây rồi Đúng không ạ? Mình sẽ viết cái từ dây ở đây Tiếp theo no one thì cái chỗ này nó là phủ định rồi nên cái này nó phải là khẳng định Và khẳng định mà cái này nó lại là to be thì cái này cũng là to be ở trong quá khứ To be ở trong quá khứ với dây khẳng định thì nó sẽ là ua dây Cho nên đáp án đúng ở đây, câu 34 là đáp án C Nào, yeah. câu 35 đi ạ Monica was so angry about the noise her neighbors were making That she refused to eat anymore Vậy Monica quá là tức giận về cái tiếng ồn mà người hàng xóm đã làm Vì thế mà cô ấy đã từ chối là cái gì đấy thêm nữa Từ chối gì ạ? Đó là từ chối có thể chịu đựng được thêm nữa Đúng không ạ? Cái này là tôi sẽ phải gọi cảnh sát Đúng không? <laughs> ở nước ngoài á Nếu như hàng xóm mà làm ồn là chúng ta có quyền gọi cảnh sát đấy các con ạ Đúng không? Ở nước ngoài nó có rất là nhiều những cái thứ mà ở xã hội Ở Việt Nam là chúng ta thấy là nó chưa được đề cao Ví dụ như là cái sự tôn trọng với lại là âm thanh, tiếng ồn ánh sáng yeah. Hoặc là ví dụ như kể cả như là mình phá nhà, dỡ nhà ở nước ngoài ấy Người ta cũng không phải là nhà tôi đây tôi mất tiền mua tôi thích phá thì phá đâu Người ta cho rằng là còn phải làm đơn thành phố quyết định xem là cái việc phá nhà của ông nó ảnh hưởng gì đến mỹ quan đô thị người ta mới cho phá Câu này sẽ là chịu đựng đúng không? Nó đúng chúng ta là đa án B yeah. Rồi, Câu 36 là đáp án gì? Câu hỏi về mạo từ My neighbor is chắc chắn là a photographer Đúng không ạ? Hàng xóm của tôi là một cái người thợ nhiếp ảnh Let's ask him for advice about color film Thì ở đây câu này là một nhiếp ảnh gia Và xin lời khuyên thì lời khuyên là một cái danh từ không ném được Và câu này cũng chỉ chỉ chung chung thôi Cho nên là ask him for advice là không đến gì Cho nên câu này mình sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án C Được không ạ? Được chưa ạ? Ok, rồi câu 37 sẽ là gì? Her fiance is sad. Is sad là phải đi với to verb rồi. Cấu trúc bị động này của chúng ta là chúng ta đã biết là kiểu gì cũng sẽ đi với to verb rồi. Được chưa ạ? Nào ở đây câu có là to have graduated hay là to be graduated. Nếu mà đã là to verb rồi thì chỉ có thể là đáp án A hoặc đáp án B thôi. Mà câu 37 này là mình phải chọn to have done bởi vì nó có cái 5 years ago này này, nghĩa là 5 năm, năm trước. 5 năm, năm trước thì rõ ràng là phải là dùng to have graduated. Đúng chưa? Bạn Trịnh Thùy Dương yêu quý đó là cô thường hay chữa hai bài đọc hiểu là trong VIP 90. Ở trong VIP 90 nhé, là cô chữa đọc hiểu có ở trong VIP 90. Đấy chưa? Cho đời bạn nào mà muốn học thêm về đọc hiểu thì hãy đăng ký VIP 90 đi ạ. Nha. VIP 90 giúp cho chúng ta đạt điểm số cực kỳ là cao. Và năm nay thực sự những bạn học VIP 90 cô nghĩ là sẽ rất là hài lòng. Yeah. Câu 38 đáp án gì? I don't know what it to be as popular with girls as my brother is. Thì câu này cho đáp án gì đấy ạ? À? Câu này nó là một cái collocation có thể nói là một cái thành ngữ có thể nói là rất là thuận mồm. Nó là tôi không biết là có những cái phẩm chất gì mà gọi là để mà có thể là được nhiều cô gái yêu mến. <laughs> được chưa ạ? To be as popular with girls có nghĩa là khiến cho các cô gái yêu thích ạ à? Như là anh trai tôi <laughs> Ok Thì bao giờ cũng sẽ là what it takes Đúng rồi, what it takes Là cần phải mất cái gì, cần phải làm cái gì Và Tu Hà đăng ký VIP 90 thì thì inbox page giúp cô nha Như chưa? Câu 38 b ạ à? What it takes Được chưa? What it takes Được chưa? Nào, câu 39 đi ạ à? I was most of his efforts to help me during the crisis. Đây câu này cần thiếu tính từ đúng không? Bởi vì mình có was. Thì chắc chắn sau đây sẽ là tính từ rồi. Appreciate là đáp án A là động từ. Appreciable của chúng ta là tính từ đáng trân trọng. Appreciation là sự cảm kích. Còn appreciative của chúng ta thì sẽ mang nghĩa là rất là biết ơn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đáp án B hay là đáp án D ạ? Chúng ta chọn bò hay là dê ạ Bò hay dê ạ Appreciable mà nghĩa là đáng trân trọng Còn appreciative nghĩa là cảm kích Câu này sẽ phải chọn từ cảm kích này này Nhớ không? Tôi rất là cảm kích về cái nỗ lực của anh ta Là giúp đỡ tôi trong suốt cái sự khủng hoảng của mình À Ở đây uh, Cô cũng phải chia sẻ với con một chuyện đó là uh, Cô đi học ấy Thì vào cuối một cái kỳ học ấy thì cô thường hay viết thư cảm ơn giáo viên phụ trách môn học đó của lớp mình. kể cả ở những môn cô được điểm số cao hoặc kể cả ở những môn mà cô được điểm số thấp, tức là không cao lắm nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cô vẫn luôn viết thư để cảm ơn giáo viên, bởi vì là um, họ đã dành thời gian ra để giảng dạy cho mình và uh, mình đã thu được kiến thức qua những cái tiết học đấy đúng không? Thế là cử gì là cô cũng viết thư cảm ơn các thầy cô dạy các môn học của mình ở trường đấy chưa? viết thư và ra thông thường ấy thì các thầy cô cũng hay trả lời lại thường là các giáo viên nước ngoài nói với Việt Nam cũng thế đều viết thư trả lời lại rất là nice Đó. À, ngày hôm nay cô cũng nhận được một cái thư của một uh, giảng viên ở trường và có gửi thư cho cô để đáp lại một cái thư cảm ơn của cô sau khi cái kỳ học kết thúc ấy thì uh, giáo viên cũng gửi thư lại cho cô và nói với cô rằng là Giáo viên nó cũng rất là vui khi có cô ở trong lớp học Và cảm thấy rằng là luôn luôn cảm thấy tốt với cái tinh thần học tập của cô Phư à, Cảm thấy tốt vì là cô Phư luôn luôn cố gắng để à, cải thiện hơn những cái điểm mà mình còn chưa tốt Thế cô nghĩ là đây cũng là một điều rất hay Sau này khi các con cũng đang chuẩn bị lại trở thành những người sinh viên đúng không? Thì à, à, trong giờ học thì các con nên hăng hái phát biểu Trước buổi học thì các con nên chuẩn bị bài Trong giờ học thì các con hăng hái phát biểu và sau khi đi thi xong thì mình đạt được điểm số như thế nào mình cũng viết thư cảm ơn thầy cô giáo. Đó là một điều các con nên làm trong suốt những năm học sinh viên đại học của mình. Nha, yeah. đó là một điều rất nên làm. Được yeah. okay. chưa ạ? Ok. Được chưa ạ? Ok nhá. Và cũng vì thế nên là thường là cô Phu được điểm cao ấy. Hmm. Cô hay được điểm cao cực. Câu 40. My brother asked me of the football match là người giáo viên của à đâu người anh trai của tôi thì hỏi tôi là tôi nghĩ gì đây là câu hỏi à, gián tiếp thông thường đúng không ạ anh trai tôi hỏi tôi là tôi nghĩ gì thì bây giờ sẽ đến từ để hỏi Xong đến chủ ngữ sẽ đến động từ thôi và tiếp theo là phải chia quá khứ vì cái ask này đã là quá khứ rồi để đáp án đúng câu này sẽ là đáp án đi what i thought of the football match đúng không Đúng chưa câu hỏi à, trần thuật rất là bình thường và bây giờ sẽ là câu 41 này Amber is a hard yellowish brown from the resin of pine trees that lived millions of years ago. Yeah. Ở đây tức là amber ở đây nó là một cái gì đây ạ? Tức là một cái 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 gì đấy nó màu nâu. Cái này nó là tính từ rồi, màu nâu hơi vàng và cứng. Ở đây chúng ta đang học đến một cái màu nâu vàng, đó là yellowish brown. Đúng không? Đó. thì đấy là màu nâu vàng. Yeah. ông vừa rồi cô thấy là con trai cô học tiếng Anh ấy thì nó học về màu và nó bắt đầu hỏi cô là đây này cái màu này nó là màu green này còn cái màu này ấy nó là màu yellow green màu yellow green là màu gì thế là cô bắt đầu quay sang cô bảo nó là màu yellow green là màu gì bởi vì cô không có được học về màu và cô cũng không biết là ô thế có cả màu yellow green à <laughs> và cuối cùng là được nói trong một bài học Là thế nào là green Và thế nào là yellow green uh, thì Ở đây chúng ta có yellowish brown Đó là cái màu nâu nhạt Màu nâu vàng yeah. Chịu luôn Cô cũng không biết là có cái màu này ok Đó là một cái gì đó màu nâu vàng Bởi vì có ơ cho nên chỗ này sẽ thiếu một cái danh từ nữa Vì thế cho nên phải có danh từ Thì nó sẽ là đáp án A hoặc đáp án C chứ không phải là be và đi ngay thế còn với từ substance bây giờ sẽ đi với lại là has formed hay là form đây chắc chắn là form vì nó phải là dạng giảm mệnh đề chứ không thể tự dưng lại dùng tiếp động từ has formed được đó không? Bởi vì substance đấy nó là danh từ và trước đã có động từ y rồi thì không thể tự dưng là y xong rồi đến danh từ xong rồi lại động từ tiếp nó không thể nào mà cứ một chủ ngữ hai động từ đi liền tù tì như vậy được chơi đáp án đúng câu này chắc chắn là đáp án ấy và khi chúng ta chọn đáp án A yeah, Khi chúng ta chọn đáp án A thì nó sẽ mang nghĩa như thế nào ạ? Nó nghĩa là amber là một cái chất nó gì đây ạ? Amber là cái hổ phách ấy Nó là một cái chất cứng màu nâu vàng That is formed Cái mà được hình thành từ là cái nhựa cây thông mà nó sống hàng triệu năm Được chưa Hàng triệu năm Thì là that is formed Và mình giảm mệnh đề đi sẽ còn formed Được chưa? Ok nhá ơi, tiếp tục đi ạ Là bây giờ mình sẽ còn hai câu nữa là hết nè Bởi vì phần đọc hiểu tiếp theo là cô sẽ không chữa Nên mình chỉ còn hai câu này thôi Và con xử lý nốt đi để chúng ta còn à, đi ngủ nhé Câu 42 If people paid a little more attention to the environment The earth greener Đây là câu được kiểu loại hai đúng chưa? Nếu như mọi người chú ý thêm một chút tới môi trường Thì trái đất đã trở nên xanh hơn Câu điều kiện loại 2 Đáp án đúng câu này sẽ là đáp án A Đúng chưa ạ? Đáp án A nhé Câu điều kiện loại 2 Bởi vì mọi người không chú ý quá nhiều đến môi trường Và trái đất thì đang ngày càng trở thành màu đỏ rồi đúng không ạ? Muốn xanh hơn thì mọi người cần phải chú ý bảo vệ môi trường hơn Đúng chưa? Rồi và câu cuối cùng đi ạ The accident The accident While he was driving to the office. Thì sẽ là gì ạ? Tai nạn xảy ra khi anh ta đang lái xe tới cơ quan. Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Thì hành động xen vào sẽ là quá khứ đơn. Còn hành động đang xảy ra sẽ là quá khứ tiếp diệt. Thế là một câu này sẽ là đáp án đi thôi. Khá đơn giản, đúng không ạ? Câu hỏi cái sự kết hợp về thì. Đôi khi trong đề thi của chúng ta ấy ạ, thì những cái câu đơn giản cũng có như thế này. Chứ không phải là câu nào cũng khoai khoai khó khó đâu ạ. Có khá là nhiều câu dễ Nào bây giờ các con có thắc mắc câu nào không? Có thắc mắc câu nào không ạ? Chúng ta có một bài đọc hiểu nữa Nhưng bài đọc hiểu này cô chỉ chữa ở lớp VIP 90 thôi Được chưa? Đấy. Ở lớp VIP 90 cô mới chữa phần đọc hiểu này nhé Vì thế cho nên là bạn nào mà muốn 90 Học nhiều đọc hiểu thì đăng ký VIP 90 đi Vì cả tháng này là sẽ là chữa đề Và làm rất nhiều đọc hiểu luôn Được chưa? Đó, nhá Tiếp theo nữa là sang tháng 7 lớp chuyến 90 còn được tham khảo 20 đề phát triển từ đề tham khảo của cô Bé Phương Dự báo là sẽ rất là hay đấy ạ Rất hay, rất trúng, rất sát <laughs> Được chưa ạ? Ok Nào có thắc mắc câu nào không? Không biết là hôm nay trong lúc đèn dầu tối tăm như này Thì cô còn có chữa sai câu nào của các con không ạ? Có câu nào chữa sai nữa không ạ? Tại vì Câu nào cũng thắc mắc Tại sao bạn Lê Thúy Hằng lại câu nào cũng thắc mắc? Rõ ràng như thế rồi thì tại sao lại thắc mắc ạ? Được chưa? thôi hôm nay sẽ là tạm thời như vậy nhé các con cô hy vọng là hôm nay chúng ta không có không có sai chắc không có sai câu nào à, bởi vì là hôm nay chúng ta học trong cái điều kiện không được tốt nhất vì thế cho nên là cô hy vọng là các con thông cảm cho cô phương cô sẽ à, sớm kết thúc cái công việc mà cô đang cần phải làm ở bên ngoài để trở về phòng quay để có thể cho các con có được cái trải nghiệm tốt hơn với cái phần bài giảng của mình Nhá ok alright à, cảm ơn các con đã theo dõi buổi hôm nay mặc dù là chúng ta ở cái điều kiện học tập chưa được tốt đúng không ở cái điều kiện học tập chưa được tốt à, mà chúng ta cũng đã cố gắng học như thế này thì à, à, cô hy vọng rằng là chúng ta sẽ đạt được điểm số rất là cao trong kỳ thi sắp tới